Mục Đình Kiêu nhìn hai người bằng ánh mắt sâu thẳm, đưa tay về phía Tống Tinh Thần, không vui nói, "Lại đây." Hai chữ đơn giản này đã nói rõ mối quan hệ giữa Mục Đình Kiêu và Tinh Thần là không hề tầm thường. Bỗng chốc, đám đông náo nhiệt trước cổng trường im bặt. Mọi người đều nhìn về nữ sinh được người đàn ông tôn quý này đích thân đón tan học. Cô đứng cạnh Âu Dương Chí Viễn, mái tóc xoăn dài đến thắt lưng, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn. Cô đang đứng thẳng lưng, nở một nụ cười nhẹ, khí chất xuất chúng Cô đứng giữa đám đông, toát ra một loại khí chất hấp dẫn tự nhiên. Không ít nam sinh cảm thán, sao trong trường có mỹ nhân thế này mà họ không biết. Nữ sinh người thì hâm mộ, người lại ghen tị. Nữ sinh này được cả đại minh tinh Hàn Tử Quân và người đàn ông tôn quý này đến đón, hơn nữa, cô vừa cùng Âu Dương Chí Viễn đi từ trong trường ra. Đây cũng là lần đầu tiên nam thần Âu Dương Chí Viễn sánh bước cùng một nữ sinh trong suốt 3 năm qua. Rốt cuộc cô gái này là ai? Gia thế của cô thế nào? tại sao lại được nhận nhiều ưu ái từ những người đàn ông đỉnh cao này đến thế? Tống Tinh Nguyệt và Dương Như trốn trong góc tối. Tống Tinh Nguyệt cũng thấy cảnh này, ánh mắt cô đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Tống Tinh Thần. Đáng chết, tại sao lại là Tống Tinh Thần, tại sao nó lại cướp mất màn này của cô, trước kia những tình huống thế này đều là xoay quanh cô cơ mà. Tại sao Tống Tinh Thần lại đến tranh giành với cô? Tống Tinh Nguyệt siết chặt tay Dương Như, cơn giận trong lòng không ngừng bốc lên dường như bị nắm đến đau, nhưng lại không rứt tay Tống Tinh Nguyệt ra. Bà vỗ vỗ tay cô, an ủi, Tinh Nguyệt, con tức giận lắm đúng không, không thoải mái đúng không? Đúng vậy, mẹ, loại nổi bật này trước giờ chỉ thuộc về con thôi. Thế mà giờ lại bị tiện nhân kia cướp đi. Mẹ, mẹ nói xem, nó mà chớt đi thì thật tốt. Người đàn ông kia sẽ thuộc về con. Anh ấy chính là người con kể với mẹ hôm trước đấy. Mẹ xem, anh ấy khí chất phi phàm, lại còn đẹp trai hơn Âu Dương Chí Viễn và Hàn Tử Quân mấy chục lần. Mẹ, chồng tương lai của con phải như vậy mới được. Tống Tinh Nguyệt rất không cam tâm, nhưng mà anh ấy lại đến đón Tống Tinh Thần, tại sao lại là nó, nó có gì tốt hơn con chứ? Ánh mắt dương như rơi vào trên người Mục Đình Kiêu. Bà đã bỏ qua một vấn đề, tại sao tiểu tạp chủng kia lại thay đổi như biến thành một con người khác, tại sao lại trở nên quỷ kế đa đoan, tại sao lại có thể thoát khỏi chuyện tối qua? Hóa ra là hắn, Hóa ra là có mục đình kiêu đứng sau gút đỡ nó. Chẳng trách nó biết Tinh Nguyệt là con ngoài giá thú. Nếu thái tử Mục gia đã nhúng tay vào, chuyện này có chút khó khăn rồi. Nhưng sự tình đã đến nước này, bà không quay đầu được nữa. Một khi danh tính của Tinh Nguyệt bị lộ, không những hai mẹ con bà sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tống, mà Kim Thanh Hoa cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí những bệnh viện của ông ta còn có thể bị đóng cửa. Cả ba người họ sẽ bị rơi từ tầng lớp thượng lưu thành thường dân thậm chí còn trở thành trò cười cho cả thành phố S. Không, bà và Tinh Nguyệt từ khi sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, hào môn danh viện, bà sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình thế đó. Bà phải nhanh chóng trừ khử Tống Tinh Thần, nếu Mục Đình Kiêu nhúng tay vào, bà không ngần ngại xử thêm một người. Lão gia và Mục lão có mối thâm giao, cho dù bà có làm vậy, nể mặt lão gia, Mục lão cũng sẽ không làm gì bà. Dương Như suy nghĩ, rồi nói với Tống Tinh Nguyệt, "Tinh Nguyệt, chúng ta đi thôi." Tống Tinh Nguyệt nhìn về phía Tinh Thần và Mục Đình Kiêu, tức giận nói: "Mẹ, con không cam lòng như vậy, Tống Tinh Thần sao có thể được hưởng đãi ngộ tốt như thế? Rõ ràng là con xinh đẹp hơn nó, nổi tiếng hơn nó, thành tích cũng tốt. Tại sao giờ con phải trốn trong góc, còn nó lại được ba nam nhân săn đón?" Dương Như An ủi cô: "Ngoan, đừng nhìn nữa, càng nhìn càng tức." Cảm xúc của con gái bà đã loạn cào cào, Tinh Thần không được ổn định nữa. "Mẹ từ sau vụ trong sinh nhật của mẹ, cả thế giới của con đã thay đổi rồi. Đáng lẽ ra không có chuyện tống tinh thần chuyện gì cũng đứng trước mặt con thế này. Mẹ biết cảm giác của con chưa nay lúc đứng ở hành lang không? Con như một người bị bệnh truyền nhiễm, bị mọi người ghét bỏ, cô lập. Không ai thèm nói chuyện với con, không ai thèm liếc mắt nhìn con, bọn họ đều vây quanh tống tinh thần, khen nó, lấy lòng nó, tiếp cận nó. Trước kia những chuyện này đều là của con mà mẹ. Tại sao thế giới của con bây giờ đều bị đảo lộn hết? mọi thứ của con đều trở thành của nó tống tinh thần đã nói những thứ thuộc về cô cô sẽ đoạt lại từng chút từng chút một có vẻ như cô đã bắt đầu rồi đầu tiên là lấy lại sự chú ý của cả lớp cả trường sau đó sẽ là địa vị trong gia tộc sự sủng ái của cha mẹ tống tinh nguyệt cảm nhận được một tảng đá vô hình đang đè ép mình khiến cô cảm thấy ngột ngạt không thở nổi nhưng cô không thể chạy trốn chỉ có thể đứng yên chịu đựng tất cả ánh đèn sân khấu tiêu điểm khen ngợi những hot trước đây đều là của cô, giờ đều đặt hết lên người tống tinh thần. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Thế giới của tống tinh nguyệt như đang sụp đổ ngay trước mắt cô. Thấy cô như vậy, dương như kiên nhẫn chấn an cô, ngoan, không sao đâu, chuyện này sẽ nhanh qua thôi. Trước kỳ thi đại học, mẹ sẽ trừ khử nó, con đừng lo nữa. Mẹ luôn nói là sẽ xử lý nó, nhưng mẹ xem, không phải nó vẫn đang vui vẻ đứng đó sao? mỗi lần mẹ chắc chắn là nó xong đời rồi thì người xong đời lại chính là con mẹ biết không mẹ không biết đối mặt với những lời bàn tán trong trường áp lực thế nào đâu sao mẹ không nghĩ cho con chút nào vậy ngoan đừng tức giận nữa lần này chắc chắn sẽ thành công nó biết quá nhiều mẹ sẽ không tha cho nó đâu mẹ sẽ thành công sao cơ hội tốt như tối qua mà vẫn để nó trốn thoát đấy thôi tinh nguyệt con yên tâm đi nó sẽ không trốn được lần nữa đâu lần nữa đủ rồi con ghét mấy câu này của mẹ lắm rồi nếu không phải năm đó mẹ chấp nhận nuôi nó bây giờ nó đâu có cơ hội chơi chúng ta như vậy chính là do mẹ đưa nó về cho dù mẹ nhận nuôi nó đáng ra lúc đó mẹ nên óp chớt làm nó ngã chớt cháy chớt bỏng chớt thế nhưng mẹ lại đưa nó về nuôi làm con nhìn nó mà ghê tởm cả mười mấy năm con nói mẹ đưa nó về tổ trạch cho ông mẹ còn không nghe mẹ nói đi nếu không phải tại nó làm sao con lại rơi xuống bước đường này đều là mẹ đều là mẹ hại con dương như không bao giờ ngờ tới tống tinh nguyệt sẽ nói ra những lời như vậy bà đã mất ngủ mấy đêm chỉ vì nghĩ làm thế nào để dẹp yên chuyện của cô khôi phục danh dự cho cô làm sao để loại bỏ tống tinh thần từ lúc chuyện đó xảy ra tính tình tinh nguyệt trở nên nhạy cảm và thất thường bà vẫn luôn nhẫn nại dỗ dành cô bận đến sứt đầu mày chán tinh nhật đã sớm trở lại đoàn quay phim tống húc cả ngày không thấy mặt cảm xúc của bà đã bị đè nén đến cực điểm rồi thế mà tống tinh nguyệt chưa từng nghĩ đến cảm xúc của bà vẫn đang đứng đây chỉ trích bà dương như không nhịn được nữa hung ác nói câm miệng tống tinh nguyệt con đừng có mà cáu kỉnh với ta ta là mẹ của con không có ta con đã sớm bị lão ra đuổi ra khỏi nhà rồi bây giờ lập tức về nhà từ mai không cần đi học nữa chuyện đi thi ba ngày sau ta sẽ an bài cho con tống tinh nguyệt nhìn dáng vẻ vặn vẹo của dương như Dừng một chút, hốc mắt lại đỏ lên, "Mẹ, xin lỗi mẹ, con không cố ý, chỉ là con không khống chế được tâm trạng của mình thôi." "Ừ, mẹ hiểu con mà. Tinh Nguyệt là con gái của bà, dù cô có quá đáng thế nào, bà cũng sẽ không trách." Tống Tinh Nguyệt nhìn Tinh Thần đang đứng giữa hai người đàn ông cực phẩm, còn mỉm cười nhìn Mục Đình Kiêu, nụ cười này thật chói mắt. "Đừng cười nữa, sau này người đó sẽ là của con. Ta sẽ bảo Tinh Nhật giới thiệu người khác còn nổi tiếng hơn cả Hàn Tử Quân cho con." Tống Tinh Nguyệt thu hồi tầm mắt, buồn bực, mất mát nói, không dễ như vậy đâu, anh ta là sao nam số một, sẽ không ai nổi bật hơn anh ta cả. Sẽ có thôi, chúng ta đi nào. Hàn tử quân đi bên cạnh Mục Đình Kiêu, nhìn tinh thần từ trên xuống dưới. Tinh thần đứng thẳng, nụ cười thản nhiên trên môi, mặc cho hắn đánh giá. Cô nghĩ, nếu để ấn tượng đầu tiên của hắn với cô không tốt, hắn sẽ lại ngăn cản cô và Mục Đình Kiêu như kiếp trước. Hàn tử quân chặt lưỡi mấy cái rồi nói, Đêm qua bị hun đen thùi lùi vậy mà vẫn có thể nhìn ra em gái này là một mỹ nữ. Đến giờ nhìn kỹ lại càng thấy xinh đẹp hơn. Khuôn mặt này, dáng người này, nếu không tiến vào giới giải trí thì thật đáng tiếc. Tiểu mỹ nhân, em có muốn đóng phim không? Kịch bản tùy em lựa chọn, chỉ cần em chịu ký hợp đồng với công ty của anh là được. Mục Bình kiêu ném một ánh mắt lạnh lùng qua. Hàn Tử Quân hừ lạnh, chỉ là tôi thấy cô ấy rất tốt, ngoại hình xinh đẹp, gương mặt hợp thị hiếu nên hỏi thăm thôi, ánh mắt này của cậu là có ý gì? Mục Đình Kiêu lạnh lùng phun ra một câu, cô ấy sẽ không tham gia giới giải trí. Tôi cũng đâu có hỏi cậu. Tiểu Mỹ Nhân, em có hứng thú tiến vào giới giải trí không? Tôi sẽ cho em trở thành một minh tinh hạng nhất, hơn cả Tống Tinh Nhật, em nghĩ sao? Tuy rằng cô rất muốn lập tức đạp Tống Tinh Nhật xuống ngựa, nhưng thời cơ vẫn chưa chín mùi. Tống Tinh Nhật khác với Dương Như và Tống Tinh Nguyệt, chị ta đã tiến vào giới giải trí nhiều năm, có đoàn đội dày dặn kinh nghiệm, có quản lý là người giỏi nhất cả nước, ông chủ là ông trùm trong giới giải trí, còn có nhiều kim chủ. Chưa kể chị ta còn được ông nội yêu thương. Đối phó với chị ta không đơn giản như với Dương Như và Tống Tinh Nguyệt. Tinh thần mỉm cười, khách khí nói, cảm ơn ý tốt của anh, tôi muốn vào đế đại. Hai, đi học có gì vui chứ? Nếu trở thành ngôi sao, em có thể được cả vạn người theo dõi, có được. Hàn Tử Quân còn chưa nói xong, mục đình kiêu lạnh lùng ngắt lời hắn im đi sau đó hắn nhanh tay kéo tinh thần vào xe anh chủ động nắm tay cô nội tâm tinh thần mừng rỡ như điên nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ ngoan ngoãn lên xe cùng mục đình kiêu hàn tử quân vẫn đứng im tại chỗ nói xấu sau lưng mục đình kiêu có sắc quên bạn trên xe tiểu quan ngồi ở ghế lái sở vân ngồi ở ghế phụ vừa lên xe mục đình kiêu đã đóng cửa lại ra lệnh lái xe. Vâng, thái tử. Sắc mặt Mục Đình Kiêu cứng nhắc, biểu cảm lạnh lùng, ngồi cách xa tinh thần. Từ lúc xe khởi động, bốn người trên xe không nói với nhau câu nào, bầu không khí có chút lạnh lùng, xấu hổ. Sở vân lén nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Từ khi thái tử lên xe đã mang khuôn mặt này rồi. Tống tiểu thư lại mơ hồ, nhưng đầu qua, chắc đang suy nghĩ xem mình vừa làm gì khiến thái tử mất hứng. Để xoa dịu không khí, Sở Vân ho nhẹ vài tiếng rồi nói, Tống Tiểu Thư đã tra ra chuyện Tống Tinh Nguyệt là con gái của Kim Thanh Hoa, cô đã có tính toán gì chưa? Tôi đã nói chuyện Tống Tinh Nguyệt là con ngoài giá thú cho cô ta biết rồi. a à, cô nói với cô ta rồi sao? Lúc đó còn chưa có kết quả, sao cô dám chắc như vậy? Cho dù Tống Tinh Nguyệt không phải là con gái của Kim Thanh Hoa, thì sẽ là con của người khác. Sự thật này không thể chối cãi. Vậy cô nói cho cô ấy biết làm gì? đương nhiên là để ép dương như ra tay chỉ khi dương như ra tay cô mới có cơ hội thực ra cô có thể chủ động kéo bà ta xuống ngựa nhưng nếu như vậy ông nội sẽ thấy cô quá tâm cơ theo quan điểm của ông học sinh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là chăm chỉ học tập những chuyện lục đục ngươi lừa ta gạt đều là chuyện của người lớn nếu cô tính kế dương như kéo bà ta xuống ngựa cô sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng ông hơn nữa Xưa nay Mục Gia vẫn cực kỳ coi trọng tu dưỡng nhân phẩm, nếu cô muốn sánh vai cùng Mục Đình Kiêu, cô phải qua được ải của Mục Lão. Để làm được vậy, cô phải cẩn trọng làm việc, không được để xảy ra những chuyện gà bay chó sủa trong nhà. Nhưng nếu là do người khác ra tay trước, ám ải cô, vậy thì lại là chuyện khác. Cô sẽ đóng vai nạn nhân từ bây giờ, chờ Dương Như ra tay. Sở vân tán thưởng, Tống Tiểu Thư thật biết nhìn xa trông rộng. À, tôi có một tin muốn báo cho cô. Tin gì vậy? Mời sở vân tiên sinh nói. Sở vân cười sang sảng, hích, đừng gọi tôi là tiên sinh, nghe quá xa cách rồi. Hắn lại nhìn vào gương chiếu hậu, lập tức thấy được khuôn mặt đen thui của thái tử nhà hắn, liền nhanh chóng ngồi lại nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp. Ngư khí hắn cũng trở nên nghiêm túc, Tống Húc đã mấy ngày nay không về nhà, đều ngủ ở bên ngoài. Thật sao? Kiếp trước, thời gian này cô sống lang bạt, lại còn bị ẩm ảm, không nắm được tình hình ở Tống Trạch. Tôi đã điều tra ra, Tống Húc nuôi Tiểu Tam ở bên ngoài là lễ tân của Tống Thị, vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô ta đang mang ai, chắc cũng được khoảng 5 tháng rồi. Theo thông tin siêu âm, đứa con trong bụng cô ta là con trai. Mắt tinh thần sáng lên là con trai sao. Tống Húc chỉ có ba người con gái chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông nội. Tống Húc từ lúc còn trẻ đã là một hoa hoa công tử, không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi đàng điếm, luôn làm ông nội tức giận. Nhưng ông ta lại là độc đinh trong nhà, lão gia cũng không làm gì ông ta được. Cũng may dương như là người có tài, có thể hỗ trợ việc kinh doanh của Tống Thị. Hơn nữa, Tống Tinh Nhật mới 16 tuổi đã tham gia giới giải trí, trở thành minh tinh hạng nhất ngay từ bộ phim đầu tay, ông nội từ đó mới yên tâm. Chỉ cần cháu gái tài giỏi là được rồi, ông cũng chả cần cháu trai làm gì. Nhưng Tống Húc không nghĩ như vậy, ông ta cảm thấy lão gia không coi trọng ông, nhất định là do ông không sinh được con trai. Nếu ông ta có con nối dõi, nhất định Tống thị sẽ về tay ông ta. Vì thế, ông ta có một chấp niệm sâu sắc với chuyện này. Tôi có hình ảnh siêu âm ở tuần thai 21, đã có thể xác định chắc chắn giới tính rồi. Vị tiểu tam này thực hiện khám thai ở bệnh viện của Mục thị, nên họ dễ dàng tra ra được thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe của cô ta. Tốt lắm, nếu Như Dương như biết chuyện. Tôi sẽ cho người đi tiết lộ. Ừ, nếu hai vợ chồng này trở mặt mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xem địa vị của Dương Như ở Tống Trạch, nếu bà ta biết Tống Húc nuôi nhân tình, lại còn có ai, nhất định bà ta sẽ không bỏ qua. Bà ta sẽ nổi trận lôi đình, công khai đánh ghen, khiến cô ta ẩy ai, thậm chí còn có thể đến mức hủy luôn nguồn gốc tội ác của Tống Húc. Hai người họ có thể hoàn toàn trở mặt. Nếu Tống Húc biết mình bị cắm sừng 18 năm nay, lại còn nuông chiều con gái của tình địch, ông ta sẽ làm gì nhỉ? Lúc đó, không cần cô ra tay, ông ta sẽ tự đuổi Tống Tinh Nguyệt và Dương Như ra khỏi nhà, nhưng với điều kiện là Tống Tinh Nhật không nhúng tay vào. Thời gian này, Tống Tinh Nhật thế nào? Tinh thần hỏi. Tống Tiểu Thư yên tâm, cô ấy mới phải đến Tuyết Sơn quay phim. Ở đó thời tiết không tốt, không thể quay về gấp. Mục Đình Kiêu đột nhiên lên tiếng ngăn cản cuộc nói chuyện của họ, đủ rồi. Tống Tinh Thần, tối hôm qua cô còn suýt bị băm ra đấy. Thế mà chiều nay còn đi học, những thứ này đáng giá hơn cả ảng sống của cô sao. Mục Bình Kiêu đang lo lắng cho tinh thần, rõ ràng hắn đang tức giận. Tinh thần quay đầu nhìn hắn, mắt sáng ngời, môi nở một nụ cười nhẹ. Em muốn vào đế đại, nên tất cả mọi việc không được để có sai lầm nào. Dù là đế đại hay là hắn, đều xứng đáng để cô mạo hiểm. Sau khi sống lại, cô đã chọn con đường áo u, đã sớm chuẩn bị tinh thần cho bước đường cùng cá chất lưới rách. Đi trên con đường này, cái giá phải trả rất đắt, giống như tối qua, cô có thể phải trả bằng cả ạng sống của mình. Nhưng cô không thể quay đầu lại. Nếu cô không chống lại họ, nếu như cô không thể chiến thắng, thì kiếp này của cô sẽ lại bị dương như tống tinh nhật, lâm gia Vi. Không chế, dồn vào vách đá, sẩy chân một cái, cô sẽ tan ương nát ịt, thậm chí sẽ liên lụy cả mục đình kiêu. So với ngồi chờ chết, không bằng đứng lên chống lại, người chết ta sống. Nếu thành công, cô sẽ được đứng ở đỉnh cao nếu thất bại cô sẽ không liên lụy mục đình kiêu điều kiện của anh ấy tốt như vậy xứng đáng đạt đến những tầm cao mà ít người dám mơ tới nghe cô nói sắc mặt mục đình kiêu hơi giãn ra một chút cô đã từng nói cô sẽ thi đậu đế đại vì hắn nếu chỉ là để tiếp cận hắn cô gái này không phải tốn công nhiều như vậy hú chi hắn cũng không thường xuyên đến trường mục đình kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe khuôn mặt đã thả lỏng hơn một chút tinh thần thấy thế mới thu ánh mắt lại người đàn ông này rõ ràng là đang lúng túng quan tâm đến cô nhưng lại không thể hiện ra nhưng không sao ngày tháng còn dài anh sẽ lại yêu em như những ngày xưa xe tiến vào biệt thự nam hồ sở vân nhìn thoáng qua thái tử thấy sắc mặt ngài vẫn không nóng không lạnh như vậy mới dám mở miệng tống tiểu thư lão ra đi kiếm tra sức khỏe tổng quát kết quả đã gửi về đây cô có muốn xem không sở vân mở ipad ra đưa cho tinh thần nhìn qua số liệu báo cáo có thể thấy sức khỏe của ông cũng không tệ chỉ là có ít bệnh của người già như cao huyết áp, tim đập nhanh, nói chung là không có gì nghiêm trọng. Kiếp trước, trước khi qua đời, ông nằm viện hơn nửa năm trời, chẳng nhẽ là đến lúc đó mới xảy ra chuyện sao? Tinh thần đóng iPad lại, trả cho Sở Vân. Sở Vân lại nói tiếp, hôm qua bệnh viện có kiểm tra qua, trong cơ thể của cô có một loại a uy mới, là loại có thể làm người dùng hôn mê. Loại này chưa được đưa ra thị trường, là loại ất ấm Nói vậy là trong bệnh viện của Kim Thanh Hoa còn nhiều thuốc lậu đúng không? Kim Thanh Hoa nhất định phải bị loại sớm, nếu không cô sẽ gặp nhiều phiền toái. Sở Vân đáp, đúng vậy, nhưng Tống tiểu thư yên tâm, cô không cần can thiệp phương diện này. Chuyện ở bệnh viện, tất nhiên là Tống tiểu thư ra tay không tiện. Đêm qua Kim Thanh Hoa suýt hại chết Tống tiểu thư, đương nhiên thái tử sẽ không tha cho ông ta. Tinh thần biết ý của Sở Vân, tươi cười ngọt ngào nói, cảm ơn nhé. Mục đình kiêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không trả lời tinh thần. Đúng là cao ngạo, dinh thự Nam Hồ. Tinh thần vừa bước vào, đã thấy phong cách ở đây và ở tổ trạch tương tự nhau, lối vào lát đá cẩm thạch. Trong vườn còn có đình thủy tạ, hòn non bộ san sát, nói chung là kiểu kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Điểm khác biệt là biệt thự Nam Hồ theo phong cách truyền thống kết hợp với hiện đại, còn tống tổ trạch vẫn giữ nguyên mọi thứ từ đời nhà thanh. Tinh thần đi vào trong hoa viên, đã thấy có một cô bé đang chờ sẵn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lúc cười rộ lên trông thật thuần phát đáng yêu cô là tam tiểu thư sao tôi là xuân đào cô cứ gọi tôi là tiểu đào là được lão gia bảo tôi chờ cô ở đây từ nay về sau tôi sẽ lo liệu cuộc sống cho cô cô bé nhiệt tình dẫn tinh thần đi về cửa chính vào đại sảnh vừa đi cô vừa vui vẻ nói tam tiểu thư cô thật xinh đẹp tinh thần cười hỏi cô ở thành phố s bao lâu rồi đã từng làm nghề gì? Tôi mới đến được một tháng, đã làm qua ba công việc. Đầu tiên là phục vụ khách sạn, nhưng việc này ngày đêm đảo lộn, tôi ngủ gật suốt. Việc thứ hai là bồi bàn nhà hàng, tôi làm đổ ba món chính của khách, nên bị đuổi luôn. Đây là công việc thứ ba của tôi. Cô gái này là người mới, giọng còn mang khẩu âm cùng khác, nhìn qua là một cô gái đơn thuần. Hẳn là không có vấn đề gì. Tam tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi vậy? trông cô có vẻ trẻ hơn tôi. Mùa đông này tôi sẽ tròn 18 tuổi, cô thì sao? Vậy tôi hơn cô 2 tuổi, tôi 19 rồi. Sao cô không đi học? Tinh thần hỏi. Tiểu đào thấp giọng nói, thành tích của tôi không tốt, không đậu đại học, nên đi làm thuê luôn. Hai người đi vào đại sảnh. Lão gia đang uống trà trong sảnh, thấy tinh thần và tiểu đào đi vào, ông vội buông chén trà xuống, đứng lên, bước vội đến chỗ tinh thần. Ông khẩn trương nhìn kỹ tinh thần từ trên xuống dưới mấy lần, thấy cô thật sự không sao cả, mới thở phào một hơi. Ông kéo cô ngồi xuống, nói cho ông biết, đêm qua con có sao không? Thật là không biết nghe lời, nằm viện thế rồi mà vẫn đòi đi học. Sắp đến ngày thi rồi, con không muốn ông phải mất mặt. Con không phải lo lắng nhiều như vậy. Không phải chỉ là muốn vào đế đại thôi sao, đến lúc đó, dù cho ông nội phải bán khuôn mặt này đi, cũng sẽ đưa con vào đế đại. Tinh thần cười nói, không cần, ông nội, con có thể tự vào được. Câu này ta nghe đến chai cả lỗ tai rồi. Nói cho ông nghe, tối qua xảy ra chuyện gì? Là ai ắt óc con, con có thấy hung thủ không? Ông đập bàn một cái, hừ, dám bắt cóc cháu gái ta, đúng là ăn gan hùm mật báo. Ông nội là người rất có danh tiếng ở thành phố S, là một anh hùng bước chân ra từ chiến tranh, ông cố cô là một trong những vị tướng lập quốc. Mấy bậc tiền bối trong gia tộc cũng đều là nhân tài, chỉ đến đời Tống Húc mới suy tàn, thành người không học vấn, không nghề nghiệp. Ánh mắt tinh thần liếc về phía Khôi Thúc đứng cạnh ông. Khôi Thúc vẫn đứng một cách kính cẩn, với nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt. Trong nhà họ Tống này, có lẽ Khôi Thúc mới là người diễn giỏi nhất, ngay cả Tống Tinh Nhật cũng phải chào thua. Đêm qua, chính ông ta đã đánh thuốc mê cô, khiến cô suýt chút nữa thì mất mạng, thế mà hôm nay ông ta vẫn có thể thoải mái đứng bên cạnh ông nội cười hiền từ với cô như vậy. Cô thực sự cũng không thể nhẫn nhục bằng ông ta, ông ta thậm chí có thể ẩn nhẫn trốn bên cạnh ông nội hơn 20 năm nay. Người như ông ta mới là người nguy hiểm nhất, không biết đến lúc nào ông ta sẽ đứng đằng sau mà âm cô hoặc ông nội một đao. Thấy cô không trả lời, lão ra thúc giục, nói đi, con có thấy gì không, rốt cuộc là ai ắt óc con. Tinh thần thu hồi ánh mắt, đêm qua con ngất xỉu, không thấy gì cả. Ông nội có chút thất vọng, hóa ra là như vậy. À, là vệ sĩ của đình kiêu tìm thấy con sao. Là sở vân. Mắt ông sáng lên, nhìn tinh thần, hỏi lại là cậu ta cứu con ra sao. Vậy chính là mệnh lệnh của mục đình kiêu, tên nhóc này quả là có để ý đến cháu gái của lão. Nghĩ thế, ông lão bình thường trở lại. Mục gia ở đế đô là danh môn vọng tộc, là hào môn dưới chân thiên tử. Nếu tinh thần có thể ở bên cạnh tên nhóc đó, Người làm ông như lão có thể nằm mơ cũng mỉm cười rồi. Được được, ta thích đứa nhỏ Đình Kiêu này. Tuy tuổi con còn nhỏ, không thích hợp yêu sớm, nhưng nếu đối phương là Đình Kiêu, ông sẽ không phản đối. Ha ha. Ông nội vui vẻ cười ha ha, giống như chuyện này thực sự đã thành rồi vậy. Ông nội, ông nói gì vậy? Chưa chắc Mục Đình Kiêu đã để ý đến con. Không để mắt đến con mà nửa đêm qua còn đi tìm con sao? Chỉ là quen biết sơ qua thôi, con mất tích anh ấy tiện tay thôi. Thôi, đừng có đánh lạc hướng nữa. Đình Kiêu là một đứa nhỏ tốt, con hãy nắm lấy cơ hội đi. Tất nhiên Tinh Thần tự biết Đình Kiêu là người tốt. Một khi anh ấy đã yêu thì sẽ bằng mọi cách bảo vệ cô, kể cả khi phải trả giá bằng cả mạng sống. Kiếp này, cô sẽ không bỏ lỡ anh nữa. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Tinh Thần vỗ về ông, rồi cùng nhau bước về phòng ăn. Hiện tại ở đây rất ít người hầu chắc chỉ khoảng 5 người, ngoại trừ khôi thúc, tất cả đều là người thuê tạm thời. Ngoài cửa có hai bảo vệ thay ca nhau, trong nhà có tiểu đào, khôi thúc và lý thúc phụ trách bếp. Nghe nói lý thúc là một đầu bếp của một khách sạn, đã nghỉ hưu nên đồ ăn nấu ra như ở trong khách sạn vậy, khẩu phần lớn, hương vị đậm đà, chỉ có 8 món mà đã xếp đầy một bàn. Lão ra nhìn một bàn đầy đồ ăn, ngồi xuống nói, nhìn bàn đồ ăn này, ta lại nhớ đến những bữa ăn tập thể trong quân đội. Được rồi, mọi người đều ngồi xuống ăn đi dù sao ta và tinh thần cũng không ăn hết ở bên này không cần nhiều quy củ như vậy cùng ngồi xuống ăn đi tiểu đào vui vẻ cười ngây ngô ngồi xuống ông nội gắp cho cô một miếng đùi gà ăn đi đừng lãng phí cảm ơn lão gia tinh thần ngồi xuống ông lại gắp cho cô một chiếc đùi gà khác ăn đi con uống thêm chút canh gà đi con gầy quá cảm ơn ông con tự lấy được rồi sau bữa ăn tinh thần uống hơi nhiều canh ngồi trên sofa ở hơi một cái, nói với Khôi Thúc, "Khôi Thúc, tối nay không cần mang canh lên cho tôi đâu." Khôi Thúc cười đáp, "Vâng, Tam tiểu thư, thân thể cô có vấn đề gì không? Tối nay có cần tôi bố trí người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra không?" "Không cần, tôi không sao." Tinh Thần nói với lão gia, "Ông nội, con lên ôn bài." "Ừ, đi đi, thi không đậu cũng không sao, không cần tạo áp lực quá lớn với bản thân, con sẽ được vào đế đại thôi." Tinh thần cười nói, đương nhiên rồi, con cũng không muốn bắt ông đi cửa sau cho con. Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, con không muốn vì chuyện nhỏ của con mà để ông phải bôn ba đi cầu xin người khác. Từ trước đến giờ ông vẫn uy phong, toàn là người tôi đến cầu cạnh ông, ông chưa từng phải đi cậy nhờ người khác. Ông nội vui vẻ, ừ, được rồi, lên đi, thi tốt vào, ông còn ở nhà chờ con làm nở mày nở mặt. Khi tinh thần bước lên cầu thang, còn nghe ông nói với khôi thúc, Ngươi xem nó kìa, thành tích như vậy mà vẫn một hai tin tưởng vào bản thân như thế. Lão gia, tam tiểu thư tự tin cũng là chuyện tốt. Cái đó đâu gọi là tự tin, đợi đó, chờ đến lúc có kết quả, khẳng định nó sẽ bị bẽ mặt. Thi toàn được điểm không mà đòi thi đế đại, đúng là biết đùa. Đôi mắt tinh thần trầm xuống, ông nội trước sau vẫn tin tưởng khôi thúc, chưa bao giờ hoài nghi ông ta. Thế mà đổi lại, ông tôi lại bắt tay với người ngoài, đánh thuốc mê cô khôi thúc này không thể giữ lại. Tinh thần bước vào phòng. Căn phòng mới này chỉ nhỏ bằng một nửa căn phòng của cô ở tổ trạch, nhưng vẫn khá rộng rãi, vẫn có phòng học riêng. Tất cả tài liệu ôn tập của cô đều đã được chuyển đến đây, máy tính cũng đã được trang bị tốt. Tinh thần tắt hết đèn, không thấy bất cứ điểm sáng khác thường nào, mới bật lại đèn lên. Vừa ngồi xuống chuẩn bị học, cửa phòng cô đã được mở ra, tiểu đào đứng ở cửa, lộ ra khuôn mặt hồng hào, cười nói, tam tiểu thư, lão ra bảo tôi lên canh gác cho cô. Tinh thần cười nói, canh gác cho tôi chán lắm, cô xuống lầu lấy hoa quả, đồ ăn nhẹ lên đây mà ăn. Tam tiểu thư thật tốt. Tinh thần đứng lên nói, chúng ta cùng đi đi. Nếu nhỡ gặp hôi thúc hay lý thúc, họ sẽ không làm khó cô. Vâng, cảm ơn tam tiểu thư, cô thật là chu đáo. Đèn dưới tầng đã tắt, lão gia đang nghiên cứu thế cờ trong phòng, khoảng thời gian này ông rất đam mê cờ vua lý thúc đã tan làm hành lang tối om tiểu đào giơ tay muốn bật đèn nhưng tinh thần ngăn cô lại cô đến tủ lạnh trong phòng bếp đi trong đó có nhiều hoa quả cô lấy cái giỏ mà đựng vâng tam tiểu thư tinh thần đi đến phòng kho ở góc nhà bếp cô tinh ý nghe ra trong phòng có tiếng gì đó liền áp tai vào cửa nghe ngóng trong phòng giọng nói khôi thúc vang lên tuy nhỏ nhưng lại lạnh lẽo hoàn toàn khác với hình ảnh ông chú hiền lành hòa ái thường ngày đêm nay lại động thủ sao? Cô biết không, lão già kia đã bắt đầu nghi ngờ rồi, tối nay đã cử một người hầu khác cũng ngủ trong phòng nó, tôi không có cơ hội xuống tay đâu. Cả nhà này chỉ có một lối ra duy nhất là cửa chính, bảo vệ đều là quân nhân xuất ngũ, vật nặng hơn 5kg sẽ không được mang ra ngoài. Cô bắt tôi động thủ tối nay á, muốn hại chết tôi sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có ép người quá đáng. Nếu cô tuyệt tình, cô cũng sẽ không thoát được đâu một ngàn vạn mà muốn chắc chắn nó chớt tối nay sao chút tiền đó cô mang cho ăn mày đi giờ nó thân thiết với thái tử mục gia tối qua cũng là hắn tìm thấy nó đó tôi nói cho cô biết chuyện này tôi mặc kệ tôi không chê mình sống quá lâu đâu tôi sẽ không đi tìm chớt đối nghịch với mục gia tống tinh thần cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu nó đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi tối nay nó không cho tôi mang canh lên rồi tôi không có cơ hội ra tay đừng tìm tôi nữa Đột nhiên, giọng nói trong phòng lớn lên, khôi thúc hung ác, cả giận nói, tôi nói cho cô biết, đừng gọi cho tôi nữa, nghe có hiểu không? Còn dọa tiết lộ chuyện của tôi ra sao? Chuyện này mà lộ ra, không ai trong chúng tôi được lợi cả. Cô cho rằng cô có thể trốn thoát sao? Lão gia rất coi trọng nó, nó không còn là đứa trẻ sống ở nhà cô, tự sinh tự diệt, mặc kệ các cô thích làm gì thì làm nữa. Tôi khuyên cô một câu, thu tay đi, dù cô có rớt được nó cô cũng không thoát khỏi sự trả thù của lão gia và mục gia đâu được rồi đừng gọi cho tôi nữa âm thanh trong phòng im bặt tinh thần lặng lẽ đi ra quả nhiên là khôi thúc hai khuôn mặt đối lập này quả là khiến người ta kinh ngạc tinh thần lùi lên cầu thang lặng lẽ nhìn khôi thúc đi từ phòng kho ra nhà bếp nghe thấy trong phòng bếp có tiếng lục đục ông ta quát lớn ai đấy giọng nói của ông hung ác như một người bị bắt quả tang không hề có chút khí chất quân nhân nào Bục, điện tầng một sáng lên, ông ta lao vào phòng bếp. Hai giây sau, ông ta lớn tiếng quát, mày đang làm gì trong này, ăn trộm à? Tiểu đào sợ tới mức gần bật khóc. Không, không, tôi chỉ muốn xuống lấy một ít đồ ăn nhẹ lên tầng thôi. Tinh thần bình tĩnh đi xuống, gọi, tiểu đào, lấy hoa quả xong chưa? Tôi lấy xong rồi, tiểu thư còn lấy gì nữa không? Lấy thêm ít điểm tâm đi. Khôi thúc ra khỏi bếp thấy tinh thần đang bình tĩnh đi xuống cầu thang liền trở lại bộ dáng thường ngày hiền từ nói tiểu thư nếu muốn ăn gì thì cứ gọi tôi mang lên sao lại phiền tiểu đào xuống lấy vậy cô ấy mới đến chân tay còn vụng về vừa rồi đã làm táo rơi ra lăn đầy bếp rồi khôi thúc bận rộn tôi không muốn phiền đến chú được rồi tiểu đào mang lên lầu cho tôi đi vâng tiểu thư tiểu đào xách một giỏ đầy trái cây và điểm tâm đi ra bị khôi thúc dọa sợ Cô cơ hồ chạy mấy bậc một lần lên tầng. Vừa vào phòng, Tiểu Đào sợ đến mức vỗ ngực nói, "Sợ chết tôi rồi." May mà tiểu thư xuất hiện kịp thời, hồi nãy ông ta hung ác quá, dọa chết tôi rồi. "Cô có sao không?" "Không sao." Tiểu Đào lôi từ trong người ra một túi bột trắng, đưa cho Tinh Thần, "Tam tiểu thư, tôi tìm thấy thứ này trong góc tủ lạnh." "Đây là gì vậy? Trông không giống gia vị, cũng không phải đường." "Thứ này để cùng với hoa quả, có ăn được không vậy?" Tiểu Đào mở túi bột đã dán kín ra, dơ lên nhìn nhiều lần dưới ánh đèn, lẩm bẩm, ai để cái này trong tủ lạnh thế nhỉ? Lý Thúc ăn trầu cũng luôn để bột trong người mà. Tinh thần nói, cho tôi xem thử. Đây, Tiểu Đào đem chiếc túi nhỏ trong suốt cho Tinh thần. Tinh thần nhìn thứ trong tay, suy nghĩ, chắc khoảng 5, 6 gam là tinh thể trong suốt màu trắng, không màu không mùi. Tiểu Đào, thứ này để chỗ tôi đi, cô qua ăn đồ ăn vặt đi. Vâng, Tam tiểu thư, nửa giờ sau, Tinh Thần xuống lầu, đang muốn đi ra đại sảnh, bỗng nhiên, từ trong góc đại sảnh tối thui, giọng nói lạnh lùng của Khôi Thúc vang lên, "Tam tiểu thư, đã 8 giờ tối rồi, cô còn muốn đi đâu?" Ở đây không có người ngoài, Khôi Thúc đã lộ ra khuôn mặt thật, giọng nói trầm lạnh, đôi mắt như lang sói nhìn thẳng về phía Tinh Thần. Tinh Thần nhàn nhạt, nhạt trả lời, "Tôi đi dạo trong vườn chút thôi." Trong vườn không có gì hay để xem đâu, Tam tiểu thư vẫn nên lên lầu đi. Tinh thần nhìn khôi thúc, hỏi, khôi thúc, chuyện đến mức này, chú đã từng hối hận chưa? Nếu ông ta đã nghi ngờ cô biết hết sự thật, cô cũng không giả vờ đóng kịch, vòng vo với ông ta làm gì nữa. Khôi thúc bước lên, ngồi vào vị trí chủ vị trong đại sảnh, đây là chỗ ngày thường lão ra vẫn ngồi. Ông ta ngồi thẳng lưng, áo dài rủ xuống đất, khóe miệng hơi hé lên nụ cười mỉa mai, hoàn toàn không còn thái độ ân cần, tốt bụng, cung kính như trước kia nữa. Hối hận, cô nói đến chuyện hối hận với tôi sao? Tôi rất hối hận. Tôi làm trâu làm ngựa ở Tống gia hơn 20 năm nay, tận tâm hầu hạ lão gia, cuối cùng tôi được gì? Tống gia dần dần suy bại, lão gia cũng ngày càng già đi. Nhìn nhà họ Tống tàn lụi thế này, có lúc tôi nghĩ, nếu Tống gia rơi vào tay tôi, còn hơn bị hủy hoại trong tay Tống Húc. Một người đến cả nữ nhân của mình còn không quản được, thì có thể làm được chuyện đại sự gì? Có lẽ tôi có thể kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Nhưng Tống Tinh Thần, cô quá thông minh tôi cảm thấy bị uy hiếp. Lão gia đã có ý muốn truyền lại sản nghiệp Tống gia cho cô, cô thông minh lành lợi, không vô dụng như Tống Húc. Lão gia kỳ vọng rất nhiều vào cô, cho nên tôi phải loại bỏ cô trước khi lão gia lập di trúc. Tinh thần nghe Khôi Thúc nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, đôi môi mỏng khẽ hé ra một nụ cười, Khôi Thúc, suy nghĩ của chú thật đơn giản. Kiếp trước, ông ta đột ngột chết trong bờ hào, y ể ối ứa, cuối cùng vẫn là cô tích cóp từng đồng, đưa ông ta đi hỏa áng. Cho đến tận lúc đó, Lý Khâm vẫn chưa từng xuất hiện. Nghĩ lại, sợ là ông ta và Dương Như phân chia không sòng phẳng, hoặc là do ông ta đã biết quá nhiều, bị đám Dương Như trừ khử. Lý Khâm không trở về là vì lúc đó toàn bộ tống thị đã rơi vào tay Dương Như, ông ta đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Cả đời này của ông ta thật là đáng buồn. Nhưng dù thế nào cũng là do ông ta tự lựa chọn. Ông quá ngu ngốc, bị người ta lợi dụng làm chuyện ác. Chú nghĩ chú trừ khử được tôi, chú sẽ lấy được tống thị sao? Chú cảm thấy dương như không phải là đối thủ của chú sao? Chú nghĩ chú nắm được tống trạch, ly không có được công ty, thì hai người có thể liên thủ đoạt lấy tống thị sao? Chú thật là ngây thơ. Dương như làm việc trong tống thị hơn 20 năm, người của bà ta đã sớm len lỏi vào từng ngóc ngách của tống thị. Dù bà ta có từ chức, rời khỏi công ty, chú nghĩ thế lực của bà ta đã mất rồi sao? Còn nữa, chú tưởng dương như chỉ là một nữ nhân, còn Tống Húc chỉ là một tên vô học ư. Chú sai rồi. Chú quá coi thường bọn họ. Dương như còn được người ngoài chống lưng, người này có thân phận, có địa vị, có danh tiếng. Một quản gia như chú không thể đánh lại họ. Đôi mắt thâm trầm của ông ta nhìn chằm chằm vào tinh thần. Tống tinh thần quả nhiên không đơn giản như ông tưởng. Cô là người có tâm kế, lại biết ẩn nhẫn. Ông ta đã sống hơn nửa đời người, lại bị áp chế trước mặt cô bẻ 17 tuổi này. Tinh thần tiếp tục nói, khôi thúc tôi không biết họ cho chú điều gì nhưng tôi khuyên chú một câu chú là tù nhân trốn trại chú thay tên đổi họ được lão ra thu lưu cho chú công ăn việc làm che chở cho chú hai mươi năm nay cho chú thân phận quang minh chính đại vậy mà chú báo đáp ông thế này sao rớt cháu gái của ông đoạt tống thị cuối cùng còn đẩy tống ra vào chỗ chớt khôi thúc đứng dậy tức giận nói đủ rồi không đến lượt cô dạy bảo tôi Tôi không cần biết tại sao cô có thể tìm ra thân phận của tôi, nhưng nếu cô đã biết, cô nhất định phải chết. Tinh thần bình tĩnh đứng ở cửa, nhẹ giọng nói, chú muốn rớt tôi sao? Khôi thúc rút một con ao trong túi ra, từng bước tiến về tinh thần, ánh mắt nham hiểm, đúng vậy, tôi phải rớt cô, cô đã biết quá nhiều. Không ai được biết thân phận của tôi, người nào biết, nhất định phải chết. Tinh thần cười nói, xin lỗi, khôi thúc, quá nhiều người biết thân phận của chú rồi, ông nội, Tiểu Đào, Lý Thúc, Tường Ca. A, à, nhân tiện, chuyện chú là từ tù trốn chạy là sở vân cha ra, các vệ sĩ của Mục Đình Kiêu đều biết hết. Chú có thể rớt hết tất cả không? Khôi Thúc mở to mắt, kinh ngạc nhìn tinh thần. Biết rồi, họ biết cả rồi. Chuyện trước kia hắn phạm tội rớt người, họ đều biết. Cuối cùng thì hắn cũng không giấu được nữa. Một khi chuyện này lộ ra, hắn sẽ phải quay lại chịu án. Năm đó, sau khi rớt cảnh ngục, trốn ra ngoài, được vào tống trạch ban ngày hắn không dám ra ngoài ban đêm ngủ không yên chỉ sợ sơ sẩy sẽ bị bắt lại nhà tù 20 năm qua hắn sống trong gió êm sóng lặng quá an ổn quá thuận lợi đã làm cho hắn quên mất chuyện này đến cả dương như có uy hiếp hắn thì cũng chỉ lấy chuyện của lý khâm mà ép hắn dần dần hắn đã quên mất mình từng là một ử tù hắn còn vọng tưởng chiếm được tống gia nhưng cho dù bị bắt lại hắn cũng sẽ kéo người chết cùng tống tinh thần là người lôi ra quá khứ của hắn hắn sẽ bắt cô phải chịu trừng phạt nhưng đó có phải là tất cả khôi thúc dần tiến lại gần tinh thần cô đưa tay mở cửa lập tức từ ngoài cửa một con dao lao tới căm vào vai phải khôi thúc ông ta hét lên một tiếng con dao trong tay rơi xuống đất đầu bếp lý thúc nhảy từ trên cầu thang xuống đá vào lưng khôi thúc ông ta sợ hãi kêu một tiếng ngã quỳ trên đất lý thúc chế trụ ông ta trói ông ta lại ngoài cửa tương ca cầm hai con dao nhỏ xoay tròn trên tay bước vào đại sảnh dẫm lên tay khôi thúc tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh chỉ mất mấy giây khôi thúc hoàn toàn bị chế phục ông ta ngẩng đầu lên hung ác nhìn tinh thần cô vẫn đứng ở cửa giữ nguyên tư thế dựa vào khung cửa cúi đầu nhìn ông ta cô không hề di chuyển dù chỉ là nửa thước khôi thúc ngạc nhiên phát hiện ra tinh thần quá bình tĩnh Tư thái bình tĩnh này xuất hiện trên một cô bé chỉ mới 17 tuổi, thật là đáng sợ. Người chưa từng trải qua sóng to gió lớn, chưa từng biết núi đao biển lửa, chưa ở dưới lưỡi dao đẫm máu, sẽ không bao giờ có được sự trầm tĩnh lạnh lùng này. Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai? Lúc nãy, con dao kia phi đến, rõ ràng chỉ cách cô chưa đến nửa thước, nhưng cô lại không hề hoảng sợ. Cô gái này không hề sợ chết. Tinh thần cười nói, tôi là Tinh thần, cháu gái thứ ba của ông nội lão gia từ tức giận nói vọng xuống cái gì mà cháu gái thứ ba tống tinh nguyệt chỉ là con nuôi không thể tính là người của tống gia ta chỉ có hai cháu gái là tinh thần và tinh nhật tiểu đào đỡ lão gia đi xuống từ cầu thang lý thúc và tương ca đang chế trụ khôi thúc trong sảnh con dao vẫn găm trên vai ông ta lão gia đứng trước mặt mắt sáng như đuốc nhìn ông ta trong nhà này ông ta có thể không hổ thẹn với tất cả mọi người chỉ trừ lão gia lão gia là người tốt với ông ta nhất thu lưu ông ta, nghĩ đến những ân tình này, ông ta không ta không dám ngẩng đầu lên nhìn lão ra. Lão ra chống gậy, đánh một cái thật mạnh xuống sàn nhà, đây là động tác khi ông tức giận. Lần này, chiếc gậy nặng nề giáng xuống sàn nhà, tạo nên âm thanh thật lớn, chứng tỏ cơn giận của ông không hề nhỏ. Lý Khôi, ngươi nói cho ta biết, ta đối xử với ngươi thế nào. Lý Khôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào lão giả. Ngươi không có mặt mũi nói chuyện với ta nữa đúng không? năm đó ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ nhịn đói ba ngày ba đêm ngươi đi ăn ướp túi sách của người ta bị người ta truy đuổi ánh ập là ta cứu ngươi trở về ta không hỏi ngươi làm sao mà bị đánh chỉ biết là nếu ta không cứu ngươi ngươi sẽ chết ở nơi ngõ của đó hai mươi năm nay ta đối xử với ngươi thế nào ngươi thử đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân xem thế mà ngươi xem ngươi báo đáp ta thế nào tinh thần mới 17 tuổi nó còn nhỏ như vậy Ngươi đã vì thèm muốn gia sản Tống gia mà ắt óc nó, còn muốn rớt nó. Làm mắt ta mù rồi, năm đó ta không nên cứu ngươi về, cho ngươi nằm viện trị thương 3 tháng, chữa thương xong còn cho ngươi vào làm trong Tống gia. Hôm qua, từ lúc tinh thần gặp chuyện, ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi. Nhưng trong nhà, ngươi là người đầu tiên thức dậy, ban đêm cũng chờ ta đi ngủ ngươi mới xuống lầu nghỉ ngơi, ngươi là người vất vả nhất, cũng là người quan tâm ta nhất. Ta không dám nghĩ ngươi lại chính là người ra tay. Ngươi vì cái gì mà lại ra tay với tinh thần? Nếu ngươi không muốn làm việc nữa, ta sẽ cho ngươi lương hưu hậu hĩnh, đủ cho ngươi sống cả mấy kiếp không cần lo cơm áo gạo tiền. Ta suy nghĩ cho ngươi nhiều như vậy, vậy mà ngươi báo đáp ta bằng cách làm cho tống gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Khôi Thúc vẫn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trên mặt đất có vài giọt nước rơi xuống. Ông ta nghẹn ngào nói, "Lão gia, xin lỗi ngài." "Ta không muốn nghe." Lão gia mắt đỏ hoe, quay người đi giữa họ là mối quan hệ chủ tớ 20 năm nay. Khôi thúc ám ại tinh thần, cô không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lão gia tử lại thực sự buồn và thất vọng. Lão gia, tôi sai rồi. Sai. Một chữ sai đấy mà có thể xóa bỏ chuyện ngươi suýt hại chết tinh thần sao? Lão gia, xin lỗi ngài. Nếu ngươi thực sự biết lỗi, hôm nay ngươi đã không tiếp tục ra tay với tinh thần. Nó là cháu gái của ta. Lão gia, lão gia mặc trung sam, thân hình gầy gò hơi run lên, ông vô cùng tức giận, cũng vô cùng thất vọng. Hai người họ không ai nói gì nữa, đại sảnh lâm vào một mảnh trầm lặng quỷ dị. Một lúc lâu sau, giọng nói già nua, mệt mỏi của ông lại vang lên, dẫn hắn đi đi, nhốt dưới tầng hầm, đợi ngày mai báo án. Vâng, thưa lão gia. Hai người kéo khôi thúc lên, nhưng hắn không chịu đứng lên, cứng rắn dập đầu với ông cụ một cái. Lão gia, xin lỗi ngài. Tôi không cầu xin lão gia tha thứ, chỉ mong lão gia chú ý sức khỏe ăn uống đúng giờ đi ngủ sớm việc công ty có bận rộn cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt ông nội đưa lưng về phía hắn không đáp lại cũng không quay đầu lại tương ca và lý thúc túm ông ta lên đưa ông ta về phía tầng hầm trong đại sảnh chỉ còn lại lão gia tinh thần và tiểu đào tiểu đào có chút bất đắc dĩ nhìn tinh thần nháy mắt với cô ý nói lão gia đang rất đau lòng tinh thần bước đến đỡ ông cụ ông nội ông đừng tức giận Ông lão thở dài, ta không tức giận, ta trọng dụng cháu hắn như thế, không ngờ hắn lại ra tay với con. Tiền tài danh lợi quan trọng thế sao? Hắn chỉ là một quản gia mà lại muốn nhúng tay vào công ty. Kể cả có giao tống thị cho hắn, hắn cũng không thể quản lý được. 20 năm nay hắn ở cạnh ta, hắn thế nào, làm được chuyện gì, ta đều biết được. Tinh thần dừng một chút rồi nói, có lẽ gần đây chú ấy mới có tâm tư này. Có thể có người nào đó thường xuyên xúi dục chú ấy, mới biến chú ấy thành tham lam như vậy. Chú ấy là người có tiền án, làm sao có thể hành động bất cẩn như vậy. Trừ việc chú ấy bị người ta gạt ra, con thực sự không nghĩ là được lý do nào khác. Chúng ta tìm xem ai là người dụ dỗ chú ấy, có khi chú ấy đang bị người khác lợi dụng. Lão ra lắc đầu cự tuyệt, thôi, con đi nghỉ sớm đi, tiểu đào, đỡ ta lên lầu. Vâng, lão ra. Nhìn theo tiểu đào và lão ra lên lầu, tinh thần ngồi đợi trong đại sảnh khoảng 10 phút, Lúc này, tương ca mới từ dưới hầm lên. Thầy cô, liền báo cáo, tam tiểu thư, lý khôi đã bị nhốt dưới lầu, dưới đó tứ phía đều là tường, hắn ta sẽ không thể thoát ra được. Tương ca vất vả rồi. Không có gì, cô còn gì phân phó không? Tinh thần đứng dậy, lấy túi tinh thể màu trắng lúc nãy ra, đưa cho hắn, anh đưa cái này cho sở vân giúp tôi, xét nghiệm một chút, tôi nghi ngờ đây chính là thứ tôi uống phải tối qua. Tương ca vừa định giơ tay nhận lấy, lại nghe tinh thần nhắc đến Sở Vân, liền cười nói, "Tam tiểu thư, Sở Vân là ai vậy?" "Được rồi, đừng giả vờ nữa. Sở Vân an bài anh vào đây đúng không? Nếu ở thành phố S có người dùng đao giỏi như vậy, hẳn là ông nội đã mời về làm bảo vệ lâu rồi." Tương ca cười ha ha mấy tiếng, "Không giả vờ nữa, cầm túi lên, tôi sẽ lập tức đưa thứ này cho Sở Vân. Có kết quả xét nghiệm, cậu ta sẽ liên hệ với cô." "Ừ, vậy tôi đi đây." Sau khi Tương ca rời đi, Lý Thúc vừa nhai trầu vừa đi ra khỏi tầng hầm, không có gì đâu, tôi tan ca về ngủ đây. Người trong đại sảnh đã rời đi hết, tinh thần đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh đi xuống dưới hầm. Sau khi sống lại, cô phát hiện ra không phải mình đã biết hết chân tướng mọi việc. Ví dụ như việc khôi thúc làm sao mà chết, hay việc chú ấy bị lợi dụng làm tay sai. Cô cũng muốn biết cô có phải là người của Tống Gia hay không. Sự sùng ái và quan tâm của ông nội không thể là giả, thậm chí ông còn định giao tống thị cho cô, hàng ngày ông đều ngọt ngào gọi cô là cháu gái, chưa bao giờ nhầm lẫn. Ông cụ thực sự yêu thương cô, nhưng cô biết, cô không phải là con của Tống Húc và Dương Như, ông nội lại chỉ có một đứa con trai, vậy cô là con của ai, ba mẹ ruột của cô ở đâu. Những vấn đề này cô đều đã khéo léo hỏi thăm chỗ ông cụ, nhưng lần nào ông cũng chỉ tức giận mà không nói ra sự thật. Tinh thần bước xuống cầu thang, nhìn thấy Khôi Thúc đang ngồi sau cánh cửa sắt, trên một đống hỗn tạp Vết thương trên vai đã được băng bó, máu đã cầm, nhưng cơn đau vẫn khiến cho khuôn mặt ông tái nhợt. Thấy có người tới, ông ta ngẩng đầu lên, qua khe hở của cảnh cửa, thấy tinh thần đang đứng ở hành lang, ông mở miệng khô khóc ra, hỏi, cô đến đây làm gì? Ông ta nói với ngữ khí nặng nề, không giấu nổi sự tức giận. Tinh thần đứng dựa vào tường, mỉm cười nói, tôi đến thăm khôi thúc. Lý khôi hoàn toàn không hoan nghênh cô, thăm tôi, đừng chơi trò mèo khóc chuột nữa. Chú suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi nghĩ nhiều sao? Tôi muốn rớt cô, chả nhẽ cô lại thả tôi đi. Tại sao lại không? Tinh thần vừa nói xong, khôi thúc đã dùng ánh mắt bé nhọn nhìn vào cô. Tinh thần thu nụ cười lại, thân thể đứng thẳng, ánh mắt thâm trầm, khôi thúc. Với tình trạng của chú, cho dù tôi có thả chú ra ngoài, chú cũng chưa chắc có thể sống sót. Tôi không rớt chú, dương như cũng sẽ không để chú sống. Hừ! chỉ cần mục ra không truy đuổi tôi bà ta có năng lực gì mà đòi ngăn cản tôi suy nghĩ của khôi thúc thật đơn giản khó trách kiếp trước kết cục của ông lại bi thảm như vậy là do ông ta khinh địch không để dương như vào mắt dương như quả thật không đáng sợ nhưng sau lưng bà ta là kim thanh hoa có lẽ khôi thúc và dương như đều chỉ là con dao trong tay hắn dương như sinh cho ông ta một đứa con còn lý khôi sau khi lợi dụng xong chỉ có một kết cục duy nhất đang chờ tinh thần lạnh lùng nhìn lý khôi tôi đến tìm khôi thúc mà có mấy vấn đề muốn hỏi hỏi tôi ừ cô còn muốn hỏi tôi chuyện gì dù là hỏi chuyện gì tôi cũng sẽ không nói khôi thúc chú lại suy nghĩ nhiều quá rồi không cần nói cũng biết người liên thủ với chú là dương như đúng không à có lẽ còn có cả tống húc nữa quan hệ giữa chú và lý khâm tôi đã sớm biết dương như lấy chuyện này để uy hiếp chú bắt chú ra tay với tôi sao Lý Khôi ánh mắt sắc bén nhìn tinh thần. Phương diện sinh hoạt cá nhân của chú, tôi sẽ không phán xét. Tôi cũng sẽ không hỏi chuyện đêm qua chú hạ thuốc, đưa tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện 20 năm trước. 20 năm trước, là chuyện gì? Khi đó ta mới tới Tống gia, chỉ là người hầu bình thường. Chuyện bên người lão gia năm đó, tôi không biết rõ. Khôi thúc, chú phủ nhận để làm gì? Tôi chỉ tò mò thôi. Cô tò mò chuyện gì? Chú nói xem, lão gia chỉ có một người con trai duy nhất là Tống Húc, nhưng hai vợ chồng này chẳng bao giờ cho tôi một ánh nhìn tử tế, chỉ chăm chăm sủng ái con nuôi Tống Tinh Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa bao giờ dịu dàng với tôi, chỉ muốn làm sao cho tôi nhanh chóng biến mất. Chú nói xem, dù là nuôi một con chó 18 năm cũng sẽ có chút tình cảm, nhưng họ nuôi tôi bấy nhiêu năm, lại chỉ có thù hận. Tôi muốn hỏi chú, tôi có phải là người của Tống gia hay không? Lý Khôi lắc đầu, tôi không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến cô. Sao lại không ảnh hưởng? Đều là ở Tống Gia, nhưng lão Gia coi tôi như cháu gái, còn Tống Húc lại coi tôi làm kẻ thù, sự khác biệt này quá lớn. Cho dù cô không phải là con gái của Dương Như và Tống Húc, cô kiên trì tìm hiểu sự thật này để làm gì. Tinh thần tiến đến gần cánh cửa, nhìn chăm chằm vào Lý Khôi, giọng nói lạnh đi vài phần, chú nói tôi không phải là con của Tống Húc và Dương Như sao. Ánh mắt Lý Khôi có chút bối rối, rõ ràng ông ta đang cố né tránh ánh mắt của tinh thần cô không cần phải hỏi chính cô cũng cảm nhận được tinh thần tiếp tục hỏi ba mẹ của tôi là ai tống tinh thần cô nên hỏi lão gia ngài ấy là người duy nhất biết sự thật ông sẽ không nói hôm qua chú ác óc tôi hại tôi suýt chút nữa bị băm vằm tôi giữ chú lại đến tận bây giờ chỉ là để hỏi về ba mẹ ruột của tôi lão gia còn có người con nào nữa không tôi có liên quan gì đến tống gia Lý Khôi không trả lời tinh thần. Tinh thần lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, đặt xuống cạnh cửa sắt. Chùm chìa khóa này có cả chìa khóa còng tay của chú và chìa cánh cửa này. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn chùm chìa khóa rồi cười lạnh, cô dùng một chùm chìa khóa để mua chuộc tôi sao? Kể cả khi tôi mở được khóa tay, ra khỏi cánh cửa này, cũng không ra ngoài được. Tôi đã hiểu rồi, từ lúc tôi tiến vào ngôi nhà này, là đã như vào hang hổ. Đáng ra đêm qua đưa cô ra ngoài xong, tôi nên trốn đi luôn. Khôi thúc, là chú tham lam, chú vẫn nghĩ là ông nội sẽ không điều tra ra được, chú tưởng tôi đã chết. Chú còn nghĩ đến việc ông nội vì tức giận mà sẽ tái phát bệnh tim, phải nhập viện. Đến lúc đó, chú có thể hạ thuốc để ông nội chết oan uổng, để Dương Như và Tống Húc sâu xé Tống ra, đúng không? Chú thấy bộ phận quan trọng nhất của Tống Thị đã nằm trong tay Lý Khâm, nên chỉ cần trừ khử hai người chúng tôi thì mọi việc sẽ đơn giản, đúng không? Câm miệng, tôi sẽ không bao giờ ra tay với lão gia lão gia là ân nhân của tôi nhưng nếu dương như và tống húc ra tay với lão gia chú nhắm một mắt mở một mắt cho qua thì có gì khác đâu hắn cả giận nói rốt cuộc là cô đến đây làm gì khôi thúc tôi chỉ muốn biết ba mẹ ruột của tôi là ai chỉ cần chú nói cho tôi biết tôi sẽ thả chú ra ngoài cho chú thuận lợi ra đến đường lớn bên ngoài đều là người của mục đình kiêu không có tôi chú không thoát được đâu tổng tinh thần cô tốt bụng thế sao nói thật chú là từ tù trốn chạy tôi thực sự không muốn thả chú ra ngoài nhưng lúc ông nói tối nay chưa vội báo cảnh sát tôi đã hiểu ra ông vẫn muốn cho chú một con đường sống nhưng ông là người chính trực người bị hại lại là tôi cho nên ông không thể nói thẳng ra là muốn tha cho ông nhưng nếu chú trả lời được câu hỏi của tôi tôi sẽ cân nhắc đưa chú ra ngoài ra ngoài được rồi với năng lực của chú Tôi tin là bảo vệ bản thân thôi thì không phải là vấn đề với chú." Lý Khôi bắt đầu phân vân, hắn biết nếu đợi đến sáng mai, kết quả duy nhất của hắn là cái chết. Nhưng Tống Tinh Thần quá thông minh, hắn sợ bị lừa. Hơn nữa, người đứng sau cô ta là Mục Đình Kiêu, có khi hắn ra ngoài xong, Mục Đình Kiêu cũng sẽ giết hắn. Mục Đình Kiêu khó đối phó hơn Dương Như nhiều, hắn không thể ứng phó được. Suy nghĩ một lát, Lý Khôi mới nói, "Tống Tinh Thần, nói thật cho cô biết, Cô thật sự không phải là con của Tống Húc. Còn về những chuyện khác, lão gia chưa bao giờ nhắc đến dù chỉ là nửa chữ. Tôi có phải là cháu gái của lão gia không? Tôi không biết, nhưng lão gia luôn coi cô là cháu gái của ngài ấy. Lão gia còn người con nào không, con trai hoặc con gái đều tính. Tôi chưa từng nghe đến. Ba mẹ tôi còn sống hay đã chết? Chuyện này tôi thực sự không biết. Vậy tại sao ông cụ lại đưa tôi về? lão gia sẽ không cho tôi biết tất cả mọi chuyện. ví dụ như chuyện ở công ty ông sẽ không bao giờ nói ở nhà. hơn nữa lão gia cũng không ngốc những chuyện xảy ra với cô ở tống trạch ngài hoàn toàn rõ. gần đây lão gia đưa cô trở về chắc là có nguyên nhân sâu xa nhưng cụ thể là gì thì tôi không đoán được. là như thế sao? lão gia đứng ngoài nhìn cô bị ảnh ạ nhiều năm như vậy mà không làm gì tự dưng gần đây lương tâm trỗi dậy mới đưa cô về sao? ba mẹ cô rốt cuộc là ai? Tại sao ông lại để cô sống ở tống gia? Tinh thần cau mày, dùng ngón tay ấn ấn huyệt thái dương, cô có chút đau đầu. Cô liếc nhìn Lý Khôi đang ngồi trong góc, ông ta cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, vai phải chắc hẳn rất đau, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Tinh thần ném chìa khóa vào dưới chân Lý Khôi, nói, "Chú ra ngoài đi, có thể ra khỏi cánh cổng này hay không phải xem vận may của chú. Sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ, đừng đến bệnh viện nhã trình." Lý Khôi ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn tinh thần, cô thực sự thả tôi đi sao? Lão gia nói ngày mai mới báo án là cô ý muốn cho chú một con đường sống. Bảo trọng, nếu đi khỏi được thành phố S, đừng trở về nữa. Lý Khôi nhặt chùm chìa khóa lên, mở còng tay, cạch một tiếng, chiếc còng lập tức mở ra. Cô thả tôi ra ngoài, không sợ tôi báo thủ cô sao. Tinh thần thản nhiên cười, tôi không sợ bất cứ sự ả thù nào. Nếu có người có thể ả thù tôi, tức là tôi quá yếu đuối. Nếu tôi chết trong tay chú là do tôi xứng đáng. Khôi Thúc đứng trong góc, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tinh Thần, Tống Tinh Thần, ồ. Cô không phải là Tống Tinh Thần mà tôi biết. Thật sao? Khôi Thúc chú lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. Chỉ là tôi không muốn ngồi yên chờ bị bọn chúng chậm rãi a ấn đến chết mà thôi. Tôi chỉ đang phản kháng mà thôi. Trở thành kẻ thù của cô, quá nguy hiểm. Người xưa nói mềm sợ cứng cứng sợ liều mạng, tống tinh thần chính là kiểu liều mạng. Cô không hề có bất cứ băn khoăn gì. Trong đầu cô, chỉ có không ngừng lao về phía trước, nghiền nát hết những thứ cản đường cô, gặp thần sát thần, Phật chắn sát Phật. Không ai có thể là đối thủ của cô. Ông còn muốn sống, dù có ra ngoài được ông sẽ không bao giờ đụng vào cô nữa. Cô quá điên rồ. Được rồi, khôi thúc, chúc chú may mắn, đừng đến bệnh viện nhã trình. Cô đi đi, hãy chăm sóc cho lão gia, bên người lão ra không còn ai nữa. Nếu ông ấy già, không đi lại được nữa, hãy đích thân chăm sóc ông. Tên bại gia tử kia không đáng tin cậy. Tinh thần trả lời, trước khi đi còn bận lòng lão ra, không ủng công lão ra tha cho chú một con đường sống. Chú tự lo liệu bản thân đi. Nói xong, tinh thần xoay người, bước trong hành lang hẹp, trở về đại sảnh. Đại sảnh vẫn vắng lặng như trước, chỉ có tiểu đào đứng ở cửa. Nhìn thấy tiểu đào, tinh thần không hề ngạc nhiên hai bảo vệ ở ngoài cửa, Lý Thúc trong bếp, ngay cả tiểu đào có lẽ đều do Mục Đình Kiêu sắp xếp. Tam tiểu thư, cô thật sự thả. Tiểu đào cau mày, bỏ dở câu nói. Tinh thần không trả lời mà chỉ hỏi, lão ra đi ngủ rồi à? Ông cụ đi nằm, nhưng chưa ngủ. Tâm tình ông không tốt, trông khá chán nản, tôi nói chuyện với ông một lúc rồi xuống đây. Tôi lên trên xem xem. Vậy tôi sẽ đi cùng cô lão gia và khôi thúc ở cùng nhau đã lâu đã sớm tạo thành một thói quen khó sửa có lẽ phải một thời gian nữa ông mới quen với việc không còn khôi thúc trong nhà con người càng già càng dễ đa cảm tinh thần đang nghĩ cách an ủi ông khi họ đến trước cửa phòng ông tinh thần nói với tiểu đào chờ tôi ở ngoài đi vâng thưa tam tiểu thư tinh thần gõ cửa đứng ở ngoài cửa nói ông nội con vào đây không đợi ông trả lời cô đẩy cửa bước vào Căn phòng được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ, trước cửa có một chiếc đèn sàn cổ kính nặng trịch, ánh sáng trong phòng lờ mờ. Bên phải là một chiếc bàn gỗ hoa lê, trên đó có bảy vài bản cờ vua mới sưu tầm được, phía sau bàn treo bức tranh của sư phụ Tề Bạch Thạch. Lão gia nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm, thấy tinh thần bước vào, liền nói, sắp đến ngày thi rồi, về phòng ôn tập đi, ta không sao. Tinh thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận nhìn sắc mặt lão gia, nhìn xem, trông ông tiểu tụy thế này, con bảo là không sao. Ta chỉ tức giận thôi. Con nói xem, đang yên ổn, sao hắn ta lại làm thế chứ? Hắn làm việc ở đây đã 20 năm, ta đâu có bạc đãi hắn. Ta thậm chí còn đang nghĩ cho hắn mấy mảnh đất, mấy tòa nhà để dưỡng già. Vậy mà hắn. Lòng tham không đáy mà. Cho dù ông cho chú ấy nhiều nữa, chú ấy vẫn thấy là ít thôi. Chú ấy sẽ vẫn thấy 20 năm nay quá rẻ mạt, muốn nhiều hơn nữa cuối cùng vẫn sẽ vướng vào sai lầm mà thôi tinh thần ém chăn cho ông nói vừa rồi con đi thăm chú ấy lão ra quay đầu hư lạnh hắn thiếu chút nữa là rớt con con còn đi thăm hắn làm gì tinh thần cười nói con đưa cho chú ấy một chùm chìa khóa chú ấy có ra ngoài được không phải dựa vào vận may của mình thôi ông cụ bật dậy hét to gì cơ hắn ắt óc con thiếu chút nữa là rớt con vậy mà con cho hắn chìa khóa để hắn trốn đi sao Ông nội, ông đừng lớn tiếng như vậy, con biết trong lòng ông khổ sở. Chú ấy đáng chết, nhưng người đứng sau lưng giật dây càng đáng chết hơn. Chú ấy chỉ là bị người khác mê hoặc, lợi dụng thôi. Chúng ta cho chú ấy một cơ hội, hy vọng chú ấy biết tận dụng, hối cải làm người tốt. Vậy con cũng không thể thả hắn ra được, con tin tưởng hắn sao? Tinh thần cười nói, nếu con không thả hắn ra, tối nay ông nội chắc chắn sẽ mất ngủ. Lão ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, thở dài nói, lần này ông nội lại nợ con rồi. Con ở Tống gia chịu bao nhiêu đau khổ, qua đến đây lại suýt mất mạng. Cuối cùng con lại chính tay thả Lý Khôi ra, là ông nội có lỗi với con. Không sao đâu ông nội, không phải bây giờ con vẫn ổn cả đây sao? Hốc mắt lão ra có chút ươn ướt quay đầu lại. Một lúc lâu sau, ông mới mở miệng, thanh âm già nua, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện. Rất nhiều chuyện, trong lòng con chắc đã hiểu rõ, con biết ta khó chịu nên thả người ra. Hắn tuy làm chuyện hồ đồ, nhưng mấy lần ta ngất xỉu, đều là hắn phát hiện, đưa ta đi bệnh viện. Tinh thần cau mày hỏi, ông ngất xỉu sao? Chú ấy đưa ông đến bệnh viện nào? Trước đây ta bận đến mức quên cả ăn uống, thường xuyên ngất xỉu. Cũng không phải là bệnh viện lớn gì, chỉ là một bệnh viện nhỏ gần nhà thôi. Tinh thần thở phào, may quá, không phải là bệnh viện nhã trình. Cho nên ông vẫn hy vọng chú ấy có kết thúc có hậu ừ người cũng thả rồi cho hắn tự sinh tự diệt đi chuyện hôm nay con phải chịu khổ rồi ông nội trên người con cũng không mất đi miếng thịt nào chỉ là bị dọa chút thôi giờ khôi thúc đã được ra ngoài rồi chú ấy cũng có một khoản để dành không nhỏ cuộc sống chú ấy bên ngoài sẽ không đến mức kham khổ ông yên tâm đi được rồi con lên lầu đi đừng học nữa hôm nay nhiều chuyện như vậy con học cũng không vào chuyện thi đại học con không cần để ý ta sẽ thu xếp Tinh thần đứng dậy, nói với lão gia, "Vâng, chúc ông ngủ ngon." "Ừ, đi đi." Tinh thần xoay người, đi về phía cửa, vừa mở cửa ra đã nghe thấy ông cụ thở phào nhẹ nhõm sau lưng. Thật tâm ông vẫn không muốn đẩy khôi thúc vào chỗ chết. Ở trong nhà họ Tống, lấy lòng lão gia là điều rất quan trọng, bước đi này của cô là rất chính xác. Về phần khôi thúc, kể cả khi cô thả ông ta đi, Mục Đình Kiêu cũng sẽ không tha cho ông ta. Tinh thần mở cửa, bước ra ngoài. Tiểu Đào vẫn đứng ở cửa, thấp giọng nói, Tương Huân nói người đã được thả ra ngoài, ông ta đã bắt taxi đi bệnh viện rồi, anh ấy đã cử người theo dõi. Tương Huân là tên thật của Tương ca. Tinh Thần gật đầu, được, cô đi nghỉ ngơi đi. Không cần, tôi sẽ ở cùng Tam tiểu thư. Bây giờ trong nhà không còn ai nữa. Không được, lão gia đã nói tôi phải canh chừng cho cô, sợ cô lại tự dưng mất tích. Đừng giả vờ nữa là mục đình kiêu đã ra lệnh phải không tiểu đào đỏ mặt rụt cổ nói là lão ra mà nếu không tin thì cô vào hỏi mà xem trong phòng chỉ có một giường thôi cô định ngủ ở đâu tôi không quen ngủ chung giường với người khác tôi sẽ ngủ dưới sàn không được cô sẽ bị cảm mất không cần lo đâu sức khỏe của tôi rất tốt tôi lớn lên ở nông thôn không có điều hòa trong nhà này phòng nào cũng có điều hòa tốt hơn nhiều với nhà tôi ở quê rồi tôi sẽ ngủ thoải mái. Tinh thần cạn lời, không nói gì nữa. Cuối cùng, hai người thương lượng, tiểu đào lấy một chiếc giường xếp từ căn phòng nhỏ ở tầng dưới lên, ngủ trong thư phòng, còn tinh thần ngủ ở phòng ngủ. Mới lên giường được 10 phút, tinh thần đã nhận được tin nhắn của sở vân. Hắn đã có kết quả xét nghiệm của túi bột đó, quả nhiên là loại thuốc kia. Tin cuối cùng là cuối cùng khôi thúc vẫn chọn vào bệnh viện Nhã Trình. Bệnh viện Nhã Trình rất nghiêm ngặt, buổi tối không cho vào thăm, người ngoài cũng không được vào cho nên người theo dõi không thể đi theo tinh thần cười lạnh đã nhắc nhở chú ấy hai lần nhưng chú vẫn vào chú ấy vào bệnh viện nhã trình chắc chắn không thể sống mà ra ngoài chú ấy biết quá nhiều kim thanh hoa sẽ không để chú ấy đi tinh thần gửi tin nhắn cho sở vân bảo hắn không cần theo dõi nữa ngày mai sẽ tìm thấy ác ở bờ sông rõ ràng cô đã cho chú ấy một con đường sống nhưng chú ấy vẫn chọn con đường tiến vào địa ngục hôm sau, trông lão gia đã có chút tinh thần, không uể oải như tối qua nữa. Dùng bữa sáng xong, tương huân đưa lão gia đi làm. Lý thúc thì làm tài xế cho tinh thần. Bước ra khỏi cửa, tinh thần vốn tưởng rằng chiếc mây bách màu đen sẽ đỗ ở bên ngoài, mục đình kiêu sẽ đưa cô đến trường, nhưng bên ngoài trống rỗng, cả xe lẫn mục đình kiêu đều không ở đó. Tinh thần có chút thất vọng. Nửa giờ sau, họ tới trường. Bước vào lớp đằng long, đã sắp đến giờ vào học, cả lớp đều có mặt, nhưng trong góc lại không có bóng dáng Tống Tinh Nguyệt. Âu Dương Chí Viễn thấy Tinh Thần nhìn về góc đó, liền nói: "Hôm qua cậu ta suýt thì bị đuổi khỏi Đằng Long, chắc vẫn sợ hãi, không đi học đâu." "Không đi học sao? Qua yếu đuối, một chút áp lực như vậy mà cũng không chịu nổi." Ánh mắt Âu Dương Chí Viễn dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Tinh Thần, nghiêm túc hỏi: "Hàn Tử Quân và người đàn ông hôm qua đón cậu, là gì của cậu vậy?" Người đàn ông kia đã hai lần đón cô tan học. Hôm qua, anh ta lại càng nổi bật hơn, xuất hiện cùng một nam minh tinh với hàng chục vệ sĩ bao quanh hơn chục chiếc Mercedes-Benz màu đen. Hôm nay ở trường, một nhóm học đệ, học muội súm đến hỏi cậu về hai người này. Điều này khiến cậu thực sự chán ghét. Tinh thần thờ ơ nói, cậu không biết sao. Anh ấy đương nhiên người tôi thích. Sắc mặt Âu Dương Chí Viễn rõ ràng là không vui. Tinh thần, Cậu có biết hắn là ai không? Cậu có biết bối cảnh của hắn không? Ở thành phố S tôi chưa bao giờ nghe đến người này, đừng để hắn lừa. Tinh Thần liếc mắt nhìn Âu Dương Chí Viễn một cái, môi hồng khẽ nhếch lên, là người quen của ông nội tôi. Hai nhà chúng tôi có mối thâm giao, cậu để ý tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ là thích tôi sao? Âu Dương Chí Viễn nghẹn lời, không biết đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Tinh Thần thế nào. Tinh Thần cười nói, đừng thích tôi, tôi đã có người trong lòng rồi. Thay vì lãng phí thời gian cho tôi, cậu nên dành thời gian và tinh lực của mình cho cậu ấy. Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng, cô đã chặn mọi khả năng của cậu. Âu Dương Gia đã muốn thâu tóm Tống gia từ lâu, đối với chuyện này, phương pháp nhanh chóng, tiện lợi nhất chính là kết hôn. Tống gia không có cháu trai, chỉ có ba cháu gái, Tống Tinh Nhật và Tống Tinh Nguyệt đều không có khả năng tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Chỉ còn lại mình Tống Tinh Thần, hơn nữa, lão gia lại mới cho cô 5% cổ phần. Chứng tỏ ông rất sủng ái người cháu này. Cô là người có khả năng tiếp nhận gia sản Tống gia nhất. Chỉ cần lấy được Tống tinh thần, quái vật khổng lồ Tống thị sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Âu Dương gia. Nhưng Tống tinh thần lại cứng rắn, đã nhiều lần từ chối cậu. Âu Dương Chí Viễn không tin, biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy, cô ấy còn không cảm nhận được là cậu đang theo đuổi cô sao? Ba năm trung học, đây là lần đầu tiên cậu bỏ hết mặt mũi để theo đuổi con gái vậy mà còn chưa kịp bắt đầu đã bị từ chối. Âu Dương Chí Viễn tức giận nói, Tống Tinh Thần, cậu coi thường tôi đúng không? Tinh Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, mới như vậy đã tức giận, đúng là bụng dạ hẹp hòi, tiếc cho vẻ bề ngoài tốt như vậy. Âu Dương Chí Viễn, cậu là chủ tịch hội học sinh, lại còn là lớp trưởng, ba năm trung học vẫn luôn đứng thứ nhất. Người xuất sắc như cậu, tôi đâu dám coi thường. Vậy vì sao cậu không thèm suy nghĩ gì mà đã cự tuyệt tôi? Cự tuyệt cậu ta mà còn cần lý do sao? Cả đời này cô sẽ chỉ thích một mình Mục Đình Kiêu, cho dù người khác có ưu tú đến đâu, quan tâm cô đến đâu, cô cũng sẽ không động tâm. Bởi vì họ không phải là Mục Đình Kiêu. Âu Dương Chí Viễn, nghe này, tôi đã thích người khác, nếu cậu nghe hiểu được thì đừng gây phiền phức cho tôi nữa. Lần trước cô nói cậu phiền toái, lần này lại nói cậu gây phiền phức cho cô. Âu Dương Chí Viễn từ nhỏ đã xuất sắc, lớn lên trong sự khen ngợi của người khác, đều là người khác vây quanh cậu, chưa từng có người nói câu nào trái ý cậu. Thế mà đây đã là lần thứ hai cậu bị tinh thần nói cho thương tích đầy mình. Cậu Âu Dương Chí Viễn là người có lòng tự trọng cao, cho dù tức đến á khẩu vẫn không mắng người khác. Cậu tức giận quay đầu lại. Tinh thần nhướng mày, mỉm cười bắt đầu ôn tập. Mấy trò mèo của Âu Dương Gia Cô đều biết. Kiếp trước cũng vậy, sau khi Tống Tinh Nguyệt và Âu Dương Chí Viễn kết hôn, Tống thị được coi như của hồi môn của cô ta, giao cho Âu Dương Chí Viễn toàn quyền quản lý. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, Tống thị đã được Âu Dương thị cải tổ hoàn toàn rồi sáp nhập, toàn bộ ban lãnh đạo bị cách chức, nhân viên cũ bị đuổi việc, cổ đông mấy năm liền không được nhận cổ tức. Năm thứ ba, ở thành phố S không còn tồn tại Tống thị nữa, chỉ có công ty lớn nhất là Âu Dương thị. Cửa biệt thự Lệ Đô, Tống Húc ôm Hạ Lập Cầm xinh đẹp trong tay, cầm cặp tài liệu, hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, "Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà nhé." chờ anh, buổi tối anh sẽ trở về. Hạ Lập cầm liếc mắt một cái, mất hứng nói, chờ anh trở về á. Tối nay liệu anh có về đây nữa không? Nhớ anh bị con cọp cái kia dọa sợ về nhà, đến cả điện thoại còn phải lén nghe, nếu em bị đau bụng thì ai đưa em đến bệnh viện đây? Bác sĩ vừa nói em bị ít ối, cần phải chiếu cố thật cẩn thận mà. Không phải anh đã thuê hai bảo mẫu chăm sóc em 24 phần 24 rồi sao? Yên tâm đi, bọn họ đều là người có kinh nghiệm không được. Anh đưa em đến công ty đi. Tống Húc nghe thế liền dỗ dành, không được, bảo bối à, thật sự là không được đâu. Sao vậy, không phải là con cọp mẹ kia đã bị cách chức rồi sao? Hơn nữa, dù lão ra có thấy em, biết em mang thai con trai của anh, vui mừng còn không kịp, sao nỡ trách anh? Chuyện này anh còn chưa nói với lão ra đâu. Nếu em muốn ra mặt thì đợi sinh con xong đã, lúc đó vẫn chưa muộn mà. Hạ Lập Cầm tức giận, Sao lại thế? Em đã nói rồi, anh báo với lão ra sớm đi chứ. Tống Húc khó xử nói, em không biết đâu. Ba anh là người cứng nhắc, nếu biết chúng ta lén lút cùng nhau ở bên ngoài, ông ấy sẽ đuổi anh khỏi công ty mất. Khó trách anh bị con cọp cái kia đàn áp 20 năm nay. Anh là con trai duy nhất của lão gia, ông ấy đâu thể đoạn tuyệt quan hệ với anh. Không phải ông ấy muốn có một đứa cháu trai sao? Việc khó nhất em đã làm được rồi, sao ông ấy có thể tức giận nữa? chuyện này nói sau đi. Hạ Lập Cầm quay người, hừ, em không quan tâm, em phải đến công ty, ngày nào cũng ở nhà thế này chán chớt. Tống Húc cười tủm tỉm, lôi một chiếc thẻ trong ví ra, đưa cho cô ta, trong này có 200 vạn, chút nữa em ra ngoài đi mua sắm đi. Chuyện em trai em muốn vào công ty, anh sẽ sắp xếp. Hạ Lập Cầm nhìn tấm thẻ, là thẻ đen, liền vui vẻ nhận lấy, chức vị gì. Em trai em còn chưa tốt nghiệp, cứ làm nhân viên trước đã hạ lập cầm nghe vậy mất hứng nói cái gì cơ nhân viên từ nhỏ nó chưa từng phải làm việc nặng làm sao có thể làm nhân viên được học việc chút thôi một tháng sau anh sẽ đề bạt nó lên làm chính thức yên tâm anh sẽ để mắt đến nó hạ lập cầm lo lắng dặn dò là anh tự nói đó ừ vì đứa con trong bụng anh sẽ không chọc giận em đâu vậy khi nào anh mới ly hôn với con cọp cái đó tống húc lại buồn bực hạ lập cầm ngày nào cũng ép ông ly hôn với dương như nhưng sao ông ta có thể ly hôn được một khi chuyện ly hôn bị đồn ra ngoài cổ phiếu tập đoàn bị ảnh hưởng còn chưa nói lão gia nhất định sẽ nổi giận thời trẻ ông có không ít nợ phong lưu lão gia đã từng cảnh báo hắn nếu còn dám ra ngoài làm sàng bệnh ông cụ sẽ đánh gãy chân ông hơn nữa tinh nhật là minh tinh nếu ba mẹ ly hôn tất nhiên cô sẽ bị ảnh hưởng đến cả sự nghiệp cái giá phải trả cho việc ly hôn quá lớn Giờ ông đã có con rồi, cho dù là con trai, dù lão ra không truy cứu, ông ta cũng sẽ không ly hôn. Cho nên, trước tiên cứ trấn an Hạ Lập Cầm đã. Nhìn thái độ của Tống Húc, Hạ Lập Cầm liền biết ông ta lại nhụt chí. Cô tức giận nói, sao vậy, anh còn không muốn ly hôn sao? Tôi nói cho anh biết, Tống Húc, vì đứa con trong bụng, tôi sẽ không để cho người khác chỉ mặt mà gọi tôi là Tiểu Tam, mắng nó là đứa con không có ba. Nếu anh không chịu ly hôn, đứa trẻ sinh ra sẽ mang họ tôi, không liên quan đến anh. Không, lập lập, anh sẽ ly hôn mà. Vậy anh định khi nào thì ly hôn? Em cho anh thêm chút thời gian, bất động sản dưới tên anh vẫn chưa sắp xếp xong, đợi sau khi chuyển sang tên của em, anh sẽ đệ đơn. Như vậy con chúng ta sẽ có thêm nhiều tài sản. Nghe thấy Tống Húc nói, Hạ Lập Cầm mới vui vẻ trở lại, thật sao? Đương nhiên là thật. Cô khịt mũi nói, hôm sinh nhật có cái, anh còn tặng cho bà ta viên blue star. Đêm đó, cô đã tức giận đến mức phát điên. Nhưng sau đó, Tống Tinh Nguyệt làm ra chuyện chấn động như vậy, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của bà ta, cô mới đỡ hơn một chút. "Không phải chỉ là một viên thôi sao? Anh chuyển hết tài sản của anh sang cho em, giá trị của chúng không biết gấp bao nhiêu lần blue star đâu." Trên chiếc xe việt dã bên đường, Dương Như nhìn vào hình ảnh giám sát, nghe được đoạn đối thoại này. Bà tức giận siết chặt ngón tay Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, ẩn ẩn vết máu. Tống Húc, người đàn ông này đáng bị âm ngàn ao, không xứng đáng được chữ tử tế. Bà đã kết hôn với ông ta ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời. Hơn 20 năm nay, bà đã trở thành một thiếu phụ luống tuổi, nuôi lớn hai đứa con, vì Tống thị mà làm trâu làm ngựa, đưa Tống thị trở thành một trong năm công ty lớn nhất thành phố S. Đổi lại, ông ta cho bà thứ gì? Ông ta ra ngoài tìm tiểu tam, có con trai rồi giờ còn muốn ly hôn với bà. Ly hôn thì thôi đi, ông ta còn tính toán cách lấy đi tài sản chung của hai người, chuyển sang cho người đàn bà đó. Là năm đó bà bị mù, đáng ra bà nên đào hôn, không nên nghe theo lời ba mẹ mà gả vào tống gia. Thời gian này, ba ngày bà phải dỗ dành Tinh Nguyệt, buổi tối lại ngồi chờ ông ta cả đêm, lại còn phải nghĩ cách đối phó Tống Tinh Thần. Vậy mà Tống Húc không những không giúp đỡ bà, mà còn chạy ra ngoài nuôi nhân tình, có con ngoài giá thú lại còn tính toán tranh giành tài sản trước khi ly hôn đột nhiên cơn tức giận bùng lên lấn át lý trí của bà lão tử quản gia và tống tinh nguyệt cũng đi cùng hai người thấy đôi mắt dương như đỏ lòm hai tay nắm chặt thành nắm đấm móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu tức giận đến run rẩy thì tiến lên an ủi tinh nguyệt cầm khăn lau tay cho bà khuyên nhủ mẹ mẹ đừng tức giận ba chỉ ra ngoài chơi đùa chút thôi ba sẽ về nhà thôi Ông ta đã không về nhà một tuần nay rồi, hôm nào cũng bảo bận, làm ta nghĩ ông ta bận thật, ai ngờ ông ta lại ra ngoài nuôi nhân tình. Lão Tử cũng nói thêm, phu nhân, ngài yên tâm. Chắc tiên sinh không có ý muốn ly hôn với ngài đâu, chỉ là đang dỗ dành cô ta thôi. Hơn nữa, dù tiên sinh không quan tâm đến ngài và lão gia, ông ấy cũng phải lo cho tống tinh nhật tiểu thư chứ. Tiểu thư là đại minh tinh, nếu chuyện này bị công bố ra ngoài, cả nước sẽ biết, ông ấy và tiểu tam sẽ bị nước bọt nhấn chìm dương như lại càng tức giận hơn nếu trong lòng hắn còn có cái nhà này nếu hắn còn thực sự quan tâm tinh nhật hắn sẽ không đi tìm tiểu tam sẽ không có con ngoài giá thú hôm nay ta phải đưa hắn về cho lão ra đánh gãy chân hắn còn có tiểu tam kia ta phải xử lý sạch sẽ bà sẽ bắt cô ta chớt thật khó coi dương như nhanh chóng mở cửa bước xuống bà vừa xuất hiện hàng chục vệ sĩ mà bà mang theo đều bước xuống xe đúng lúc này Tống Húc cũng ra khỏi cổng biệt thự, ôm eo Hạ Lập Cầm, chuẩn bị hôn tạm biệt. Nụ hôn còn chưa đến miệng, chát một tiếng, một cái tát nóng bỏng đã giáng xuống mặt ông ta. Cái tát bất ngờ khiến Tống Húc choáng váng. Ông ta quay đầu, thấy Dương Như đang phẫn nộ cực điểm đứng trước mặt, phía sau bà ta còn có mười mấy bảo vệ đứng xếp hàng. Bình thường hắn ít khi quản chuyện ở nhà, vệ sĩ và người hầu trong nhà đều nghe lời Dương Như. Hạ Lập Cầm thấy Dương Như thì sợ hãi, nhưng khi thấy bà ta đánh Tống Húc, cô đứng lên trước ông ta, bảo vệ, bà làm gì vậy? Sao lại đánh người rồi? Cầm miệng, mày đứng qua một bên, chút nữa sẽ đến lượt mày. Hạ lập cầm không những không tránh ra, mà càng vênh mặt đứng trước tống húc. Dương như, tôi khuyên bà nên tỉnh táo lại đi. Bà đã chiếm vị trí tống phu nhân hơn 20 năm nay, ngay cả quả trứng cũng không sinh được. Bà còn không bằng một con gà. Không ị được thì đừng có chiếm nhà xí. Ban đầu dương như còn muốn giáo huấn Tống Húc một chút thôi, loại tiểu tam như hạ lập cầm bà ta không phải mới gặp lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Bà là người có học vấn, có địa vị, không muốn hành xử như một người đàn bà tranh chua chửi đồng, nếu làm lớn chuyện cũng không hay. Nhưng tiểu tam này lại dám đi chọc giận bà. Người này mang thai con của chồng bà, dùng nó ép chồng bà ly hôn, chuyển tài sản của vợ chồng bà sang tên cô ta, còn gọi bà là con gà không biết đẻ trứng. Hạ Lập Cầm tiếp tục mắng, tôi mang thai đứa con của Tống Húc, lại là con trai, rõ ràng có ích hơn một bà già như bà. Sản nghiệp Tống gia lớn như vậy mà lại không có người thừa kế. Lão gia giữ bà lại là niệm tình công lao 20 năm nay của bà với Tống thị mà thôi. Nếu bà còn muốn giữ chút mặt mũi thì nhanh chóng cút đi, kẻo đến khi Tống Húc đòi ly hôn với bà, khi đó bà chẳng còn chút mặt mũi nào nữa đâu. Tống Húc toát một thân mồ hôi lạnh, ôm lấy Hạ Lập Cầm nói, đừng nói nữa. Ngăn tôi làm gì? Tôi nói gì sai sao? Bà ta có sinh được con trai đâu. Thế nên lão gia mới tính toán truyền lại gia sản cho tống tinh thần. Nếu tôi sinh được con trai, sao có chuyện lão gia thiên vị tống tinh thần nữa chứ? Dương như trừng mắt nhìn hạ lập cầm, vết máu trong lòng bàn tay lại dì ra. Bà nghiến răng nghiến lợi, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô ta, tao không biết sinh con. Tao được ở lại tống gia vì lão gia niệm tình tao vất vả, mày dám đuổi tao, mày dám dùng đứa trẻ để đuổi tao sao? Tao nói cho mày biết, tiểu tiện nhân. Đừng có nói cô mang thai một đứa con, dù cô có mang mười đứa, cũng đừng nghĩ có thể tiến vào cổng tống ra. Biết tại sao không? Dương Như xoay người, nói với đám vệ sĩ đứng sau, lôi nữ nhân này ra, đánh cho mạnh vào, đánh cho nó ẩy ai luôn cho ta.